Xe mày bị lúc bê rồi kìa, cái này là hở bạc rồi, chỉ có hở bạc mới ra khối cỡ này thôi. Ông có chơi gì không đó? Chơi gì? Có không? Không có. Giờ mình quay lại đi đến. Quay lại. Chơi cho chó. Anh hỏi nó đường nó đúng không? Hỏi nó bảo nó trả lời là không, nó tát thì đúng rồi đó. Để từ nha. Ê, như cái bộ lên nhúc chạy không nổi lại nữa đâu. Đâu rồi? Hai đứa nữa kìa. Đó 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 đó, đó. Chuẩn bị nha. Nó không nhớ đâu. Quên đi. Amo. Quay. Bé bé. Quá rồi, anh dí luôn. Hay bắt giải chứ. Ok, thì hiện tại là anh em mình đang đi lên Sớm Lèo nha anh em. Sớm Lèo. Để thẳng hả? Ok. Ủa đi đường này đã quá ta, nhìn nó lão quá à. Ui, đẹp ha. Đẹp ha. Chim kìa. Ôi chim quá trời luôn kìa. Bây giờ là hai anh em mình sẽ đi qua quán Xù Lèo. Ê. Quá trời luôn, sao không có cung. Ôi chim nhiều quá. Chim nhiều sao không có cung ta. Chim cu. Ừ. Chim cu đâu đây? Đây là chim yến. Rồi chuẩn bị quẹt trái nha. À quẹt phải nha. Phải nha. Trên á. Đây, tụi mình đã tới cái điểm mà để lên ngắm bình minh ao hoàng hôn rồi. Ui đẹp u. Wow, đẹp quá. Đẹp ha. À chỗ này anh đi rồi. Ủa anh đi rồi hả? Anh đi rồi mà anh đâu có đi đường đó. Ủa chứ đi đường nào? Đi cái đường ngoài gần lắm. Ủa vậy hả? Mày dắt nó đi đường vòng mà. Vậy sao nó chỉ em đi? Ồ đẹp. Đa số người ta lên để mà ăn đồ nướng. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Chứ người ta không lên ngắm. Nè có con cà phê nè. Đâu? Quá trời luôn bà. Đâu à? Hả? Kiếm chỗ nào có chỗ ngồi không? Có. Kìa bên kia có chỗ ngồi kìa. Đâu? Rồi hiện tại là tụi mình đang có mặt tại Xóm Lèo nha mọi người. Và đây là cái khung cảnh hiện tại để mình lau camera cái này dơ quá. Rồi hiện tại là tụi mình đang có mặt tại tại gì đây ta? Xóm Lèo. Xóm Lèo nha mọi người. Thì cái khung cảnh khá là ok, khá là đẹp. Thì đây là có cái này là bia tụi mình vừa uống xong. Cái này là sữa đậu nành là nó sẽ khoảng 50 và trà đào cam xả nó sẽ khoảng 65.000 nha mọi người. Ha. Còn ông Thiện thì ông thử thách gì 500.000 gì đó thì giờ ông ngồi có trăm mấy thôi. từ giờ nó sẽ chạy dài cho tới tối và tới ngày mai. Thử thách 500.000 tại Đà Lạt thì mình nghĩ là không có thường chắc không có hoàn thành được đâu. Đó. Được sao? Chứ còn có 150 à? Giờ còn 140. 140 giờ... chưa tính tiền phòng 100.000 nữa. Còn 40.000. Tiền phòng chính chưa? Chưa. Là xin nữa là ông sẽ kiếm cái gì 40.000 thôi anh ngày mai. Tính ra tiền phòng chưa trả hả? Chưa. Tôi tưởng mày trả rồi. Có trả đâu. Ok thì đây là khung cảnh hiện tại nha mọi người. Đông lắm. Đây là ui cái view đẹp lắm Thiện. Nhìn con kia kìa. Cái này là bình minh. Bình minh. Bình hoàng hôn má. Thì rất là đẹp nha. Bên đây là hướng hoàng hôn nè. Và cái hướng này là buổi tối sẽ mọi người sẽ thắp đèn lên khá là đẹp ha. Rồi. Bây giờ là tụi mình đang đi về lại chỗ homestay nha mọi người. Bây giờ là tụi mình đang đi lại chỗ homestay ha. Nói chung là cái khung cảnh bây giờ nó khá là đẹp luôn. Nhưng mà thực sự tới về đêm á mình thấy khá là lạnh. Bây giờ là đang cảm giác là đang lạnh rồi nha mọi người nha. Mình thấy là đang lạnh lạnh rồi đó. Hiện tại là cái nhiệt độ mình đoán không nhầm là tầm khoảng 18, 19 độ hoặc là 16, 17 độ thôi. Rất là lạnh luôn. Còn tối thì mình sẽ không biết nó lạnh như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ hôm nay cũng khá là lạnh nha. Rồi, thì bây giờ là mình đi thôi. Nếu mà mọi người đi lên Đà Lạt như thế này á thì mọi người nên chuẩn bị cho mình một cái áo ấm càng tốt.
áo phao cũng được, hoặc là một cái bộ áo mưa, để thứ nhất là mọi người đi tránh cái trường hợp là trời nó sẽ mưa, chuyển mưa ha. Cái thứ hai là nếu mà trời lạnh quá thì mọi người có thể mặc áo mưa đó. Còn bây giờ là tụi mình mới đi từ chỗ quán xóm lèo về, thì mình thấy khung cảnh ở đó cũng khá là ok, khá là đẹp luôn. Trời ơi, về buổi chiều á thì khung cảnh đẹp ơi đẹp luôn, gái đẹp nữa, trời quá trời luôn, gì mà muốn lòi mắt luôn. Ok thôi, bây giờ đi về chỗ phòng trọ, quên chỗ homestay nha mọi người. Bye bye mọi người. Ngày mai thì mình sẽ đi một cung đường mới, hoặc là mình sẽ đi một cái đèo ha. Bye mọi người, nếu mọi người thấy hay thì tiện tay cho mình một like, một subscribe và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Sắp tới thì mình sẽ có một chuyến tour nào đó, mình quay mọi người sẽ cùng xem ha. Ok, let's go đi thôi. Hôm nay thì tụi mình quyết định về nhà. Và trên cái chuyến hành trình này thì mình gặp được khá là nhiều cái vấn đề nó xảy ra ở trên chuyến hành trình này. Đặc biệt là những cái nơi mà chốt này kia mọi người. Thế nên là mọi người đi tour, mọi người cẩn thận nhé. Tại vì nên chạy đúng luật, tại bây giờ khá là căng. Nhưng mà cái đoạn đường nào mà anh em thấy nó ok thì anh em bơm thôi. Còn không ok thì anh em cứ chạy đúng luật ha. Tại vì bây giờ nó căng lắm mọi người. Bây giờ là hai em mình đổ xăng. Ở xong xíu nữa thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một xíu về cái Đà Lạt ngày hôm qua nha. Không biết tiếng Nhật hả? Nhật gì? Anh em đi tôi nhớ đổ xăng nha. Không đổ xăng là không có xăng để đi. Nhớ nha. Cái này quan trọng lắm á. Đây bình hết luôn. 54+4. 54+4 là sao? Là 54+4 là dân cộng 4. Ồ. Cái đó có ghê vậy? Ghê không? Chạy mạnh không? Cũng được. Bằng xe đó không? Không. Yếu vậy? Ừ. 54+4 là mạnh lắm á. Ừ. Là làm xong chạy không lại xe này. Ừ. Anh em mình đổ xăng đã xong rồi và cái chuyến tour bắt đầu nha mọi người nhá. Thì hiện tại là tụi mình đang khởi hành từ Đà Lạt về lại Sài Gòn. Hôm nay tụi mình sẽ đi đường tuyến đèo 725 nha mọi người. Cái không khí Đà Lạt hiện tại thì mình chia sẻ cho mọi người một chút nhé. Nếu mà lên Đà Lạt thì nhất thiết mọi người nên mặc cho mình một bộ áo mưa và vài cái áo ấm nhé. Tại vì mình thấy có nhiều anh em đi Đà Lạt á, kiểu như lần đầu tiên đi á, không biết không khí ở Đà Lạt như thế nào, cứ nghĩ là nó không có lạnh, nhưng thực sự rất là lạnh nha mọi người. Nên chuẩn bị cho mình một cái áo mưa cũng như là một bộ áo ấm là ok, nhất thiết là như vậy nha. Tại vì mọi người chạy qua các địa phận ở đồng Lâm Đồng á thì nó cực kỳ lạnh luôn, nó rất là lạnh, và mọi người nên có áo mưa để mặc nó chống lạnh. Áo mưa mặc rất là tốt nha. Và cái điểm thứ hai là chốt. Thì chốt hiện tại ở trên Đà Lạt nó không có nhiều đâu, nếu mọi người đi Sijin ha. Nhưng mà ở khu vực quốc lộ 20 thì khá là nhiều. Anh em nếu mà chưa đủ tuổi thì làm ơn hạn chế đi, hoặc là đi nó kỹ một xíu nha. Đi sát giờ tầm sáng 4-5 giờ sáng thì đi khi không giờ thì nó khá là ok. Chứ còn nếu mà đi giờ như tụi mình thì đi không có được đâu ha mọi người ha. Anh em nên kỹ xíu và cẩn thận nhé. Ok, thì bây giờ là tiếp tục tụi mình khởi hành đi thôi. Kiếm một cái chỗ nào đó để ăn. Rồi tụi mình sẽ đi nha. Rồi đó là những gì mà mình chia sẻ với mọi người ở chuyến đi ngày hôm nay. Và xưa nó tới đèo thì mình sẽ chia sẻ tiếp nhé. Và con Phu 54 của mình hiện tại thì mình thấy chạy nó khá là bền. Rất là êm và rất là bền nha. Rất là bền luôn và rất là êm. Thì cái gia tốc của nó có, cái độ bền của nó cũng có. Hiện tại con Phu của mình nếu mà đo mát công suất thì nó đâu đó được khoảng 17 mấy, 18 á mọi người. Và 14 tọt thì mình thấy nó cũng khá là ok rồi. Vừa đủ để chạy. Còn sau cái chuyến tour này á, thì về chắc là mình sẽ sàng cái cục máy này lại ha. Sàng cục máy này cho anh em là chơi. Nó êm, nó còn đêm thì mình mới sàng nha. Còn nó kêu thì mình sẽ không sàng. Mình sàng cho anh em chơi, với lại mình sổ lên 65 tự do mọi người ạ. Mình sổ lên trái 65 tự do mấy nước. Tại vì mình chạy chơi lớn quen rồi á. Còn mình chạy 54 mình thấy nó cũng không đã lắm. Đi thôi. Bây giờ mình sẽ cửa trái ha.
Hiện tại là tụi mình đang ở đèo nha mọi người. Cái đường này là đường DT725. Thì cái đoạn đường này mình thấy khá là đẹp và cũng hơi nhiều xe một xíu nhá, nhưng mà nó sẽ ít hơn với cái đèo khác một xíu. Mình thấy là cái khung cảnh đây nó khá là ok nè, khá là đã nè. Thì một vài điểm lưu ý cho anh em sau khi khi mà đi vô những đèo như thế này thì mọi người hạn chế vượt nha, cứ chạy từ từ thôi. Cái gì thì cái thì nó cũng từ từ nó sẽ tới ha, chứ chạy nếu mà cứ vượt đó, nó rất là nguy hiểm, tại vì có nhiều xe nó khúc cua mọi người. Ôi xe luôn rồi. Mới uống cà phê xong giờ vô đi toilet chút, bực lòng quá. Ui da. Đi tô gì mà suốt ngày đi toilet vậy? Sáng giờ đi 3 lần rồi đó. Tao bụng thì bây giờ. Ủa mày còn bao nhiêu lâu nữa tới Sài Gòn tao? Giờ mình đi là 11 giờ đó, 1 giờ rồi, hả? 200 cây nữa. 200 cây là tầm khoảng tối luôn quá ba. Điên, 200 cây mình chạy 3 tiếng mấy vậy? Điên là hôm qua 300 cây mình chạy 10 tiếng. Cái gì hôm qua mình đi là Sài Gòn Đà Lạt mất bao nhiêu tiếng? 10 tiếng. Cái gì ghê vậy? 11 giờ mới tới nơi mà chạy 3 giờ chiều. À 3 giờ tối. Mình chạy một chút xíu nữa thì sẽ gặp rất là nhiều đèo luôn, tha hồ mà ôm cua cả gói. Đến nữa. Luôn. Cái gì? Là bớt thị trấn rồi. Bớt thị trấn hả? Mà cái bụng đau quá à. Đau chút đi nữa. Rồi thì bây giờ là hai anh em chạy tiếp nha mọi người. Cái bụng mình nó đau quá. Nó giống như là bị kiểu mình bị là cái bệnh á mọi người. Mình bị bệnh thì ruột kích thích, cho nên là rất là dễ bị đau bụng. Đi đi kìa. Xe chở kìa, nhìn đi. Quá trời con. Đi. Rồi bây giờ em chạy trước, anh chạy sau anh quay. Quay gì? Đổ xăng rồi kìa. Nhớ đổ xăng nha. Đổ xăng ở đâu? Không chạy qua chút xíu nữa, thấy cây xăng tắp đổ. Ok. Chạy. Bây giờ là mình tiếp tục chạy nha. Trời ơi, nói chung là chạy trước full này nó phê lắm mọi người. Tại vì nó êm. Nó êm với lại nó khá là bền. Nếu mà chạy mà để hư này khó lắm. Hên full này, chạy hư khó lắm. 54 thì hơi khỏi nói luôn. Nhưng bây giờ tiếp tục là tụi mình sẽ chạy đèo. Sắp tới là nó sẽ có một cái đèo gì đó mà mình quên mất tiêu rồi. Họ mới nói à, cái đèo tà nung hay tà đùng đó. Nhưng mà nó giống y chang cái Vịnh Hạ Long thu nhỏ luôn. Nó rất là đẹp. Thì bây giờ là hai anh em chạy thôi. Sắp tới rồi. Camera này bật lên coi.
đẹp. Với đây đẹp lắm mọi người ơi. Từ đây nhìn xuống cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ từ đây nhìn xuống rất là đẹp luôn. Phê vậy. Đúng đâu rồi. Trời ơi, cái bộ là khó quá trời luôn. Sức mẹ rồi. Trời ơi, khó nhiều lắm. Ui da. Wow. Ủa, what the fuck? Điên à, lúc sao được ba? Ủa, có đêm mà ta. Mày nhìn cái gì, xe mày bị lúp bê rồi kìa. Cái này là hở bạc rồi. Chỉ có hở bạc mới ra khối cỡ này thôi. Không có chơi gì không đó? Chơi gì? Có không? Không có. Từ nãy giờ có bị đâu, mới bị á. Từ dưới quán cà phê em chạy một đoạn, cái xe em từ từ ra khối nhiều hơn. Em tính kêu rồi, nhưng mà đỡ em chạy á. Tính lên khúc trên kia em tắt lại kiểm tra cái xe đó. Đâu có bị gì đâu ta. Ủa nó đâu chỉ nhất đầu đâu ta. Ủa máy nó còn sạch mà ta. Đi lên kia coi lại. Chạy đi, nhắn nha. Lên kia kiếm chỗ bếp nát đi. Đi đi kiếm chỗ bếp nát đi, nắng quá. Mình mới đổ xăng xong. Bên tài là khó nhiều luôn rồi. Trời. Ủa họ gì dữ vậy trời? Hở bạc chắc luôn. Cái này xíu nó tím kiếm cái chỗ nào bán nhớ đây Đức, ông quên thịnh. Gì? Thì mua thêm nhớ chứ sao ba? Kiểm tra kỹ coi nó bị gì. Con có hụt nhớ con. Để về cái coi ra hết không? Ủa? Từ từ. Gì? Ủa sao nó có nhớt chạy đây? Rồi, cái này hở nặng luôn rồi. Hở nặng rồi. Ủa sao khói? Rồi. Hỏi thiệt nha. Cái này anh đổ nhớt cho bố em đúng không? Ai đổ? Anh đổ. Cái này có thể lúc nãy anh với em uống cà phê ở cái quán đó. Anh chủ quán. Anh chủ quán nào đổ không? Tự nhiên ông chủ quán ấy quen biết gì mà đổ. Cái này anh đổ đúng không? Anh đổ đúng không? Đâu có đâu. Cái này không thể nào mà nhớt được họ bạc được. Tại họ bạc nó không có ra cái này đâu. Cái này. Cái này là chỉ có. Nè nhớt. Nè nhớt. What the fuck? Bây nè. Chỉ em nè, đơn giản thôi, em muốn nó hết đúng không? Ừ. Bật chìa khóa lên. Rồi làm gì nữa? Nổ máy lên. Nè, cho nó ra hết đi. Vậy là anh đổ đúng không? Đúng không? Cái này nè, chỉ có đổ nhớt thôi, thực sự là nếu mà họ bạc nó không có chỗ đây được. Đổ con miếng à? Ông thần không, ông thần? Đổ con miếng chạy cho đẹp đường. Không thấy đẹp đâu luôn, có thấy hôi đình à.
Hồi nãy giờ tao chạy đằng sau xe của mày á. Tao muốn bệnh này nè. Sao vậy? Muốn rịnh á. Ủa chứ thôi rịnh đổ chi? Tao có biết đâu. Đổ miếng. Đổ miếng vô thử cho nó thơm thơm thôi. Mấy cái xe này làm như xe xì bo á, đổ nhất vô. Ủa mà tí nhiên đổ nhất vô chi hả? Nói chung là chạy xe cho ra khói đẹp. Ban đầu tính cho anh em là cái vụ này. Rảnh quá mưa. Bê rồi, cái này hở bạc rồi em, về làm máy lên đi. Cái này đâu có họ, không họ được. Làm biết bao nhiêu chiếc rồi sao họ được. Ghê vậy. Ờ. Cái này sao họ được. Cái này nó chỉ coi vàng là đổ nhớt vô thôi à. Cái này bây giờ làm sao cho nó hết. Ai biết, đổ nước vô. Đổ nước vô hả? Đổ nước vô hơn xe. Bây giờ em cứ chạy bình thường đi, ra hết cái đèo này là hết khói. Có con khỉ á, anh đổ nhiều không? Đổ xíu à, đổ có mấy trăm miêu à. Ủa, một chai nhất có 800 miêu, đổ mấy trăm miêu là đổ mấy trăm miêu. Đi lại kia ngồi nghỉ xíu không? Hiện tại là tụi mình đang tới cái đèo rồi nha. Nhưng mà nãy cái xe của mình, ông Thiện ông chơi mình mọi người. Ông đổ nhớ tè le hết trơn, thế nên là bây giờ cái xe không dám chạy nhanh. Chạy nhanh thì nó ra khói, còn chạy chậm thì nó cũng ra khói. Nói chung là chạy kiểu nào nó cũng ra khói hết. Thì đây là cái view. Mọi người nhìn rất là đẹp luôn nha. Cái view này á, thực sự nếu mà anh em nào mà Sài Gòn á, mà thích cảm giác mà yên bình á, về đây anh em ngồi anh em chơi đã lắm. Kiểu như là tối mà ra nhậu thôi nha. Gió nó thổi trúng gió luôn á mọi người. Rất là đẹp nha. Ở dưới đây nè. Thì đây để mình quay cho mọi người xem nha. Thì đây là cái view nè. Đó, cái view này rất là đẹp luôn. Mình có nghe mấy bạn nhỏ nãy nói là buổi sáng là sẽ có mây nha mọi người. Mọi người sẽ săn mây được nha. Còn bây giờ thì mình sẽ qua cái xe của mình. Cái xe của mình là 54. Thì thực sự luôn, nãy giờ nó rất là êm. Chạy khoảng hơn mấy ngàn cây đó, nó vẫn rất là êm, chưa có làm cái gì hết trơn đó mọi người. Còn đây gương mặt thân quen đây. Ông ngồi phá xe của mình. Bây giờ là hai anh em sẽ ngồi cà phê một xíu, rồi tụi mình sẽ khởi hành đi nha mọi người nha. Ok. Còn ở đây là có nhiều người, người ta ngồi á, người ta nằm ngủ thì mình không có nẹt bô, không có quay xe cho anh em xem được ha. Nhưng mà cái xe còn rất là êm ha. Ok.